Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Quỳnh Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay. Những diễn biến nóng về tình hình thời sự quốc tế đã được chúng tôi tổng hợp với những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhận nhiều xe tăng mới từ phương Tây, liệu những vũ khí này có thể giúp Kiev? Nga và Ukraine trao đổi hơn 200 tù binh. Tổng thống Lukashenko nói vụ tấn công sân bay Belarus được ông Zelensky chấp thuận. Kiev đang tích cực chuẩn bị cuộc tấn công và yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp thêm xe tăng. Nhưng bất chấp những lời hứa, NATO không vội giao hàng. Nguyên nhân gây ra sự chậm trễ là gì? Trong chuyến thăm gần đây tới Kiev, ông Joe Biden tuyên bố rằng Hoa Kỳ và các đồng minh đang chuyển giao tới 700 xe tăng cho lực lượng vũ trang Ukraine. Kiev rất vui mừng, nhưng hóa ra Tổng thống Mỹ không nói về những lô hàng mới, mà chỉ nhắc đến tổng số lô hàng đã được cung cấp cho Kiev kể từ năm ngoái. Ở giai đoạn đầu tiên, đây là những phương tiện chiến đấu mà lính tăng Ukraine đã quen thuộc. Hầu như tất cả chúng đều là những phiên bản của xe tăng Liên Xô T-72. Xin nhắc lại rằng, trước đây Ukraine đã có ngành công nghiệp chế tạo, máy phát triển mạnh. Ngoài dòng xe tăng T-64 được sản xuất từ thời Liên Xô và dưới thời độc lập, Ukraine cũng đã sản xuất hai phiên bản của T-72 là T-72 AMT, có tích hợp hệ thống giáp phản ứng nổ thế hệ mới của Ukraine là Noknai và T-72UA1, loại xe tăng được định hướng xuất khẩu sang các nước nhiệt đới, trang bị động cơ diesel của xe tăng T-64 sản xuất ở Ukraine và hệ thống giáp phản ứng nổ Noknai. Oryx, một nền tảng phân tích tình báo nguồn mở có trụ sở tại Hà Lan, làm rõ. Tháng 4 năm 2022, Đức và Cộng hòa Séc gửi tới Ukraine 38 chiếc xe tăng T-72B1, đồng thời Ba Lan bắt đầu chuyển giao cho Ukraine những chiếc xe tăng T-72. Trong thời gian 11 tháng, Ba Lan đã cung cấp 290 chiếc. Vào tháng 5 và tháng 6, 51 chiếc T-72M1 đã đến từ Cộng hòa Séc, một phần trong số đó được tái xuất từ Bulgaria. Kể từ đầu mùa hè, Ba Lan bắt đầu cung cấp những chiếc xe tăng PT-91 Wadi. Vào tháng 7 và tháng 8, Macedonia đã cung cấp 8 xe tăng T-72A. Vào tháng 10, Slovenia đã cung cấp 28 xe tăng M55. Kể từ tháng 1 năm 2023, sẽ cung cấp thêm 90 chiếc T-72EA đã được mua bằng tiền của Hoa Kỳ và Hà Lan. Tất cả các vũ khí này được thiết kế và sản xuất ở các nước Đông Âu trước đây thuộc Hiệp ước Warsaw và chỉ được hiện đại hóa một phần. Ví dụ, xe tăng M55 của Slovenia là sự cải tiến của T-55 rất cổ xưa. Đây là phiên bản hiện đại hóa của T-54 đã được đưa vào sử dụng năm 1958. Xe tăng M55 sử dụng pháo 105mm do Israel sản xuất, được tăng cường thêm lớp giáp bảo vệ và có hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Cơ sở của PT-91 của Ba Lan và T-72EA của Séc là T-72M1 do Ba Lan và Tiệp Khắc sản xuất theo giấy phép của Liên Xô. Cả hai phương tiện này đều thua kém đáng kể so với T-72B3 hiện đại của Nga về khả năng bảo vệ, động cơ và vũ khí. Khi các nguồn dự trữ này cạn kiệt, Washington và các đồng minh của họ thông qua quyết định bắt đầu chuyển giao những phương tiện bọc thép của phương Tây, điều mà Kiev yêu cầu. Người Mỹ không muốn cung cấp những chiếc Abrams của riêng họ, thay vào đó họ gây áp lực lên Đức, cường quốc xe tăng chính của châu Âu. Nhưng Berlin đồng ý gửi xe tăng chỉ khi Washington cũng làm như vậy. Còn Nhà Trắng thì không vội vàng, tiếp tục thúc giục các đồng minh. Sau đó, Pháp đã công bố sẽ viện trợ những chiếc xe tăng bánh lốp AMX-10, Vương quốc Anh những chiếc xe tăng hạng nặng Challenger 2. Nhưng Đức coi điều này là không đủ. Cuối cùng vào cuối tháng 1, Nhà Trắng đã tuyên bố sẽ cung cấp những chiếc xe tăng Abrams. Và đây là danh sách những loại xe tăng phương Tây sẽ viện trợ cho Ukraine. 14 chiếc Challenger 2 từ Vương quốc Anh, 14 chiếc Leopard 2A4 từ Ba Lan, hơn 100 chiếc Leopard 1A5 từ Đức, Hà Lan và Đan Mạch, 16 chiếc Leopard 2A4 từ Canada và Na Uy, 6 chiếc Leopard 2A4 từ Tây Ban Nha, 18 chiếc Leopard 2A6 từ Đức và 3 chiếc từ Bồ Đào Nha, 10 chiếc Sheet Van 122 từ Thụy Điển, phiên bản sửa đổi của nguyên mẫu Leopard 2A5 đã được cấp phép, 31 chiếc M1 Abrams từ Mỹ. Trên thực tế, họ đã hứa hẹn nhiều viện trợ hơn thế. Nhưng Hà Lan và Đan Mạch đã thay đổi quyết định. Họ nói rằng bản thân họ chỉ còn rất ít. Và Phần Lan, nước mong muốn gia nhập NATO, đã thay thế xe tăng bằng 3 chiếc xe giả phá bom mìn. Việc các nước phương Tây chuyển giao 4 loại xe tăng khác nhau sẽ tạo ra rất nhiều khó khăn cho Kiev. Thực tế là các xe tăng NATO được chia thành nhiều loại với đặc tính vô cùng khác nhau. Do đó sẽ tạo ra những thách thức lớn trong việc bảo dưỡng và sửa chữa. Trong điều kiện chiến đấu, điều này là rất nguy hiểm. Để đảm bảo các xe tăng này có thể hoạt động, Kiev cần phải thành lập các đơn vị bảo dưỡng, xây dựng kho bãi và tổ hợp hậu cần liên quan tới 4 loại xe tăng mới. Đây là một nhiệm vụ rất khó khi Ukraine cũng cần duy trì các cơ sở bảo trì cho các mẫu xe tăng hiện có, các chuyên gia lưu ý. Ngoài ra, Ukraine cần phải cung cấp đạn xe tăng và phụ tùng thay thế, nhưng phụ tùng thay thế cho xe tăng Đức chỉ được sản xuất tại Đức. Đạn pháo cho xe tăng Challenger không phù hợp với Leopard và Abrams, mặc dù có cùng cỡ nòng. Xe tăng Leopard 1 được lắp pháo 105mm đã lỗi thời, nhưng loại đạn như vậy hiện không được sản xuất ở phương Tây. Berlin đã cố gắng mua đạn pháo 105mm từ Brazil nhưng bị từ chối. Xe tăng của Mỹ có động cơ tua biến khí, trong khi xe tăng của Anh, Đức và hầu hết các xe tăng Ukraine có động cơ diesel. Theo đó, không có nghi ngờ gì rằng Ukraine sẽ gặp khó khăn trong công tác sửa chữa, cung ứng nhiên liệu, dầu nhờn. Hơn nữa, chưa chắc là các động cơ tinh xảo của xe tăng phương Tây có thể tiêu hóa cùng một loại nhiên liệu mà xe tăng Ukraine ăn được. Động cơ phương Tây không phải là động cơ diesel do Liên Xô thiết kế sẽ chạy bằng mọi thứ cháy được. Kết quả là nhiên liệu cũng sẽ phải vận chuyển từ châu Âu. Việc vận chuyển xe tăng đến Ukraine cũng là một nhiệm vụ hậu cần khó khăn. Theo tướng Jean-Claude Allard, cựu đại diện của Pháp tại Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ và là người đứng đầu các hoạt động của lực lượng NATO tại Kosovo, rất có thể những chiếc xe tăng này sẽ được vận chuyển đến biên giới Romania, sau đó đến Ukraine. Những chi tiết được giữ bí mật nghiêm ngặt. Đoàn xe tăng là một mục tiêu quá lớn. Theo New York Times, phương Tây sẽ phải tạo ra một chắp vá các tuyến đường bí mật. Các xuất phát điểm là Ba Lan, Slovakia và Đức. Và có chú ý đến sự đa dạng của các loại xe tăng. Viện trợ như vậy cuối cùng sẽ ít được sử dụng. Và NATO không vội vàng. Cho đến nay chỉ có một vài chiếc Leopard 2A4 của Ba Lan đã đến Ukraine. Phần còn lại đang câu giờ. Người Tây Ban Nha nói về nhu cầu sửa chữa xe tăng. Người Đức phàn nàn rằng chỉ có 30% số xe tăng của Bundeswehr ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Người Mỹ cũng hoãn gửi Abrams cho đến thời điểm tốt hơn. Theo Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ Christine Gomut, Mỹ sẽ mất hơn một năm để vận chuyển chúng đến Ukraine. Còn tờ New York Times thì châm biếm một dòng chảy xe tăng mà các nhà lãnh đạo phương Tây nói đến giống như một dòng chảy nhỏ giọt. Tuy nhiên, những chiếc Leopard đầu tiên đã xuất hiện trong vùng chiến sự. Số lượng là bao nhiêu? Hiện chưa rõ. Vào ngày 7 tháng 3, theo Bộ Quốc phòng Nga, 90 quân nhân nước này đã được trả tự do sau khi bị Ukraine giam giữ. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 7 tháng 3, do kết quả của quá trình đàm phán, 90 quân nhân Nga đã được trả về từ lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát. Máy bay của lực lượng hàng không vận tải quân sự sẽ đưa những người được thả về Moscow để điều trị và phục hồi. Tất cả các quân nhân đều được cung cấp sự hỗ trợ cần thiết về y tế và tâm lý. Trong khi đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrei Jermak cho biết 130 người Ukraine đã trở về quê hương trong khuôn khổ trao đổi tù binh chiến tranh với Nga. Trong số họ có 4 phụ nữ. Cuộc trao đổi tù binh gần nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra vào ngày 16 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga thông báo 101 quân nhân Nga đã được trả tự do, còn phía Kiev là 100 quân nhân. Đầu tháng 2, 63 binh sĩ Nga cũng đã được thả khỏi nơi giam giữ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc trao đổi diễn ra thông qua các trung gian. Các cuộc trao đổi diễn ra thông qua trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAV, 116 quân nhân trở về Ukraine. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết vụ tấn công phá hoại ở sân bay Machulishchi gần Minsk nhắm vào máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50 của Không quân Nga không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của Tổng thống Ukraine Zelensky. Tôi từng nghĩ Ukraine cần hòa bình, rằng ông Zelensky quan tâm đến người dân của mình, ông Lukashenko nói. Những hoạt động như vậy không thể được thực hiện nếu không có sự cho phép của lãnh đạo đất nước và Tổng tư lệnh. Tôi nói với bạn điều này với tư cách là Tổng thống. Trước đó vào ngày 7 tháng 3, Tổng thống Lukashenko cho biết một đặc vụ Ukraine và các đồng phạm đã bị bắt giữ ở Belarus vì liên quan đến vụ tấn công phá hoại nhằm vào máy bay A-50 ở sân bay Machulishchi gần thủ đô Minsk của Belarus. Số nghi phạm bị bắt giữ ở Belarus đã lên đến hơn 20 người. Những người khác đang trốn ở nước ngoài, ông Lukashenko nói. Tổng thống ca ngợi lực lượng an ninh Belarus vì chỉ mất khoảng 4-5 ngày để xác định tất cả những người liên quan và bắt giữ họ. Theo ông Lukashenko, kế hoạch tấn công được xây dựng khoảng 6-8 tháng trước. Ông cho biết thêm rằng nghi phạm Ukraine đã được đào tạo ở quê nhà cùng với những kẻ dàn dựng vụ phá hoại sân bay Engel ở Nga. Hồi cuối tháng 2 có thông tin cho rằng sân bay quân sự Machulishchi đã bị tấn công và máy bay A-50 của Nga được cho là đã bị thiệt hại đáng kể. Belarus gọi đây là những báo cáo sai sự thật. Sau đó, đài truyền hình Belarus phát sóng cảnh một chiếc máy bay A-50 còn nguyên vẹn di chuyển trên đường băng. Có thông tin cho rằng chiếc máy bay này đã hộ tống chuyên cơ của Tổng thống Lukashenko trong chuyến trở về từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo ông Lukashenko, chiếc máy bay A-50 bị nhắm mục tiêu, chưa bao giờ bay vào không phận Ukraine, thậm chí còn không đến gần biên giới Ba Lan, Lithuania, tất cả những quốc gia đang chống lại Belarus ngày nay. Thời lượng của video tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi. Xin hãy khích lệ chúng tôi bằng một nút đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để tiếp tục đón xem những thông tin hữu ích.